Chào tất cả các bạn, thì lâu quá rồi không làm clip với bạn coi. Thì hôm nay thì bữa giờ mình đang có ôn thi cho kỳ thi oral gọi là stage 1 của mình. Thì mình vừa mới đi xong, thì hôm nay mình có thời gian mình thư giãn để mình làm clip cho bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip chủ đề này là mình vừa muốn các bạn có thể biết là một ngày của học viên phi công có vui không, mình chia sẻ cái nghề của mình cho các bạn coi. Thì cũng như là mình sẽ tâm sự về cái nghề của mình, tâm sự về cái việc học của mình trong nghề, những cái gì mình trải nghiệm, những cái gì mà mình đang buồn, đang vui, đang áp lực, thì mình sẽ nói hết trong cái video này nha. Thì các bạn nào mà thấy video mình thú vị và có hữu ích, các bạn nào đang tò mò, ok, nhớ coi, đừng bấm pause, đừng bấm thoát ra luôn. Tôi nghĩ mình đã bắt đầu một ngày mới bằng cách tập thể dục để mình kiểu mình warm up cơ thể mình lên, mình làm nóng để mình có một cái năng lượng nóng nó loan tỏa trong người mình để mình có thể làm việc cả một ngày. Mình thường mình uống trà đá buổi sáng đó, rồi mình bắt đầu mình ngồi vào bàn, mình bắt đầu mình làm việc của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn đã biết thì thời tiết rất là quan trọng đối với là một người học viên phi công như mình. Kiểu như là mình bay qua cái vùng thời tiết nào mình phải biết, mình phải nắm rõ trước cái chuyến bay của mình. Nên là bây giờ mình sẽ check thời tiết coi vào cái thời điểm đó thì máy bay của mình sẽ bị ảnh hưởng những gì nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ check Windy trước. Mình sẽ có một chuyến bay lúc 3 giờ, các bạn coi mình nè, tại 3 giờ nè. Đây, hôm nay thứ tư. Hôm nay thứ tư thì khoảng 3 giờ đây. Thì mình sẽ có, các bạn nhìn cái biểu tượng các bạn biết là mình sẽ có một chút mưa, một chút gió, khoảng đâu đó 19 knot. Ok, quay trở lại. Thì sau khi mình đã nhìn xong cái biểu tượng rồi thì mình biết chắc là khoảng thời điểm đó sẽ có mưa. Bắt đầu mình check lại thêm một lần nữa, mình cross-check lại có đúng như gì mình đã coi Windy hay không. Mình lên Aviation Weather nhé. Mình check thêm một lần nữa bằng cách mình đi vào Hourly Weather Forecast. Ok, Hourly Weather Forecast. Mình bay vào lúc mình có chuyến bay vào lúc 3 giờ chiều. Ok, thì chiều nay 3 giờ mình không có gust. Sky cover là 62, vùng nice cover có nghĩa là cái phần trăm mà mây nó che hết cái bầu trời kiểu này. Thì vào khoảng 19 giờ là 7 giờ, 7 giờ tối là nhiều nhất. Và cái phần trăm mà để tạo mưa, precipitation, concentration là khoảng rơi vào khoảng 60, là khoảng 6 giờ chiều là nhiều nhất. Ok, cũng tốt, không sao. Thì thời tiết như vậy thì có vẻ như là cũng không may mắn lắm. Mình check the weather để mình chuẩn bị đi bay thôi. Thì đơn giản vậy thôi. Còn có nhiều bạn thắc mắc là coi cuộc sống bên này các bạn đi bay có vui tinh thần, vui trên những cái video clip mà các bạn coi không. Thật sự ra thì nó có một phần vui, có một phần không vui. Không vui các bạn nghĩ đâu. Đi bay các bạn thấy những người mà được thật mẹ quậy, người ta quay cái cảnh này rồi người ta đăng lên Facebook. Thì thật sự ra người ta đã rất là trải qua rất là nhiều cái gọi là áp lực trong học tập, áp lực trong bay nè. Thì người ta mới được như vậy, thì được như ngày hôm nay là người ta đăng cái clip lên, người ta thảnh thơi, người ta không cần phải học thêm những gì hơn, người ta quay thôi. Còn đối với những người như mình thì mình cũng chỉ là mới học thôi. Nên là mình trong lúc mình bay mình phải tập trung, mình học, mình cũng áp lực chứ hả. Chứ đâu phải là như các bạn nghĩ đi bay xuống quá, thằng này chỉ biết lên nó bay rồi bắt đầu ngắm cảnh dưới đẹp quá. Đâu có các bạn. Mình phải nhớ chứ, mình phải nhớ các bước để mình điều khiển nó bay, chứ đâu phải là các bạn nghĩ là mình lên là mình bay được đâu. Được, ok. Check thời tiết xong thì thường là mình sẽ qua nhà bạn mình, hoặc là bạn cũng qua nhà mình, để mình, tại mình tụi mình đang ở trong một cái gọi là cái khoảng thời gian mình thi stay one, thì mình ôn bài các bạn mình, cũng như là mình cũng sẵn mình ôn bài bản thân mình luôn, tại chính rất là nhiều các bạn biết mà. Rồi không dừng ở đó, bắt đầu mình nói ba trường hợp ra bằng không sao. Zero normal, is normal. Hai là bé bằng không thì sao. Cái thằng mẹ ngọc ngáo mọi người. Nó đọc có một câu là mà hái thiệt á. Có nghĩ gì mà. Chào các bạn, thì các bạn thấy đó, bây giờ hiện tại là 4 giờ kém 15 rồi. Thì 4 giờ rưỡi mình có chuyến bay. Thì các bạn thấy
hơn là mình đã check thời tiết rồi á, đúng keng 4 giờ bèo nó mưa mà nó thunderstorm luôn. Các bạn thấy đó là lợi ích của việc mà mình đi check thời tiết trước khi bay đó, là mình đỡ được cái thời gian mình lên trường. Thật ra là trước giờ bay nửa tiếng mình phải lên trường, mình gặp thầy các kiểu, là thầy với lại trò có thời tiết có tốt không để thực hiện chuyến bay. Nhưng mà các bạn có thể xem trước và nhắn tin trước với thầy nếu thời tiết như thế nào thì các bạn buộc phải biết, tại vì mình là phi công mà. Đây, ngoài trời đang mưa rất là lớn. Đây, mình đang dùng cái rèm này, các bạn không thể coi rõ. Để mình kéo xuống. Đó, mưa to lắm. Nghỉ luôn. Rồi, ổng điện. Cái ổng điện quá, Coca. Hello. Yeah, I see the weather is thunderstorm right now. Yeah. All right. So we are cancel the flights. Or. Okay. So. All right. Đó. Thầy mình mới điện. Mình nghĩ là cái việc mà sắp xếp giờ bay á, mỗi ngày mỗi khác, đột xuất các kiểu á, thì á, nó làm cho các bạn suốt cái khoảng thời gian mà training ở một trường bay á, nó làm cho các bạn kiểu tập cái tính là lỡ có chuyện gì xảy ra thì tâm lý cái người phi công vẫn chuẩn bị cho chuyến bay và bay một cách thoải mái, cái bờ phong mình không giảm xuống như cái nãy mình kể nha. Hồi nãy mình kể là coi như là mình đang là training thì mình đang gặp cái tâm lý mình như vậy. Mình rất muốn là thay đổi cái đó. Nên là có ngày bay buổi sáng, có ngày bay buổi tối, có ngày bay 6 giờ sáng, có ngày bay 6 giờ tối. Kiểu như nó thay đổi liên tục, nó không có trùng. Hôm nay bay 7 giờ, ngày mai bay 2 giờ chiều, cũng có thể ngày mốt bay 4 giờ chiều đó. Không cần bất kể thời tiết như thế nào thì nó vẫn sắp được như các bạn như vậy. Thì đó, cái việc học bay bên đây mình nghĩ là nó rèn luyện cái performance cho mình rất là tốt. Mình cũng rất là ủng hộ đó, mình đang tập dần dần để mình thay đổi cái đó. Nhưng mà thật sự ra mình đang rất là feeling của mình đang không tốt hiện giờ. Ok thì một ngày của mình chỉ có vậy thôi. Thực tế các bạn coi là một ngày mình ở bên đây nó như thế nào. Nhớ ủng hộ mình nha, các bạn comment, các bạn like, các bạn làm mọi thứ các bạn có thích. Nhớ là follow mình nữa để mình có thể làm những clip đời sống như thế này. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở lúc sau.